Thảm đỏ, Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam, Khánh Vân, Ngọc Châu gợi cảm, Lê Hoàng Phương ghi danh. Nhiều người đẹp như Hoa hậu Khánh Vân, Ngọc Châu, Kim Duyên đã góp mặt tại ngày sơ khảo Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2022. Ngày 19 tháng 10, vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2022 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh theo ghi nhận. Từ sớm nhiều thí sinh đã diện váy áo lòng lẫy để có mặt dự thi dàn mỹ nhân quen thuộc ở các cuộc thi nhan sắc như lê hoàng phương, lê thu trang tiếp tục ghi danh để chinh phục danh hiệu cao quý. các người đẹp đều có sự chuẩn bị chính chu và thần sắc tươi tắn trong vòng thi quan trọng này. với vai trò là ban giám khảo hoa hậu siêu quốc gia việt nam 2022, hoa hậu khánh vân, á hậu hoàng thùy, á hậu kim duyên xuất hiện cực quyền lực thu hút mọi sự chú ý. ngoài ra Hoa hậu Ngọc Châu cũng góp mặt với vai trò đại sứ cuộc thi Minh Tú chấm thi từ xa do vướng lịch trình cá nhân. Người đăng quang cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2022 sẽ đại diện đất nước đến với Miss Server Ronano No 2023. Hiện tại, Á hậu Kim Duyên là đại diện Việt Nam có thành tích cao nhất ở đấu trường Hoa hậu siêu quốc gia trong nhiều năm qua.